Và quý khách nào cần những chiếc đồng hồ như vậy mà mặt trơn thì hãy liên hệ với Kỳ Lân, lên website Kỳ Lân để mà xem sản phẩm, cũng như là liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân tư vấn từng sản phẩm phù hợp với mức chi phí đầu tư cũng như là size tie của mình cho phù hợp. Sẵn tiện hôm nay Kỳ Lân giới thiệu chiếc đồng hồ Hublot này, thì Kỳ Lân cũng giới thiệu kèm dịch vụ luôn là nếu như quý khách nào đang sử dụng những chiếc đồng hồ Hublot này mà mặt trơn muốn cho nổi hơn, đẹp hơn, hoặc là nó thay đổi khác hơn, lạ hơn lúc trước, thì liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân đính những viên kim cương thiên nhiên, tuyển chọn từng viên một vào. Và kèm theo một cái dịch vụ đính kim cương nữa thì xin mời camera chi tiết vào đây. Đây là những cái bộ dây cá sấu handmade, cái cặp túi sách handmade bởi Kỳ Lân Luxury nè. Và bộ da này Kỳ Lân làm để cho đeo với cái cặp của Kỳ Lân, và những bộ da khác rất nhiều màu.